Hôm nay mình mua cho Lucky bịch hôm nay mình mua cho Lucky bịch hạt 5 kg của Hàn Quốc nè, với lại viên bổ sung canxi. Nó có hình xương chó. Ok, cái này là hạt bổ sung canxi dành cho chó, đặc biệt là chó con. Nó có mùi sữa rất là thơm luôn. Còn cái này là bịch hạt Hàn Quốc nè. Ok, ăn thử đi, thơm không? Nên mình mua cho nó một cái bịch hạt 5 kg luôn. Nghe nói là ăn cái này có canxi với lại DHA. Ok, cái này là hạt bổ sung canxi dành cho chó, đặc biệt là chó con. Nó có mùi sữa rất là thơm luôn. Còn cái này là bịch hạt Hàn Quốc nè. Ok, ăn thử đi, thơm không? Nên mình mua cho nó một cái bịch hạt 5 kg luôn. Nghe nói là ăn cái này có canxi với lại DHA. Lucky ơi, chị hai có một cục xương bự lắm nè, bự hơn cục xương của Lucky luôn. Đợi chị hai đi nè. Đã chưa, không cho ăn nữa. Lucky nữa nha. Lucky ơi, Lucky nữa nè. Ăn đi, ăn đi. Không cho nữa.